ba lái xe cứu hộ, ba lái xe cứu hộ gần gần còn gắn lại người đi bộ qua đường, phải dừng lại cho người đi bộ qua đường nữa cơ. Đây mình đóng người đi bộ là gà đi. Đấy, cho gà là người đi bộ qua đường nhé. Nào bắt đầu, ba lái xe này đằng trước có đuổi theo sau á.